Xin chào mọi người, đây là con rắn hổ mang ngày hôm qua mình đã bắt được. Thì sau một ngày suy nghĩ, mình đã quyết định là sử dụng con rắn này để ngâm rượu. Bởi vì hôm qua mình đã lỡ tay đập nó bị thương. Nếu mà thả nó đi thì chưa chắc nó có thể sống sót, khả năng sống sót là rất thấp. Nhưng nếu để nuôi nhốt thì mình không chỗ nào phù hợp để mà nuôi cả. Vì vậy mình mới đưa đến quyết định là ngâm rượu, gọi là ngâm xà tử. Còn sau đây mình sẽ hướng dẫn quy trình chế biến và ngâm rượu rắn, mời các bạn theo dõi. Đây là con rắn hổ mang chúa mình đã sơ chế. Con rắn hổ mang chúa này thì nó dài 80 phân và đường kính nó thì cũng còn nhỏ, nó còn non to bằng cái ngón tay cái của mình. Thì lý do mình có được cái con rắn này nó là trưa hôm trước nó bỏ vào nhà mình, thì mình lỡ lấy cái gậy mình đập nó thì nó có bị thương rồi, vì lý do mình vẫn bắt sống được, nhưng mà nếu mình thả đi thì khả năng là nó sống cũng không cao. Còn nếu mình để nhốt nuôi thì cũng không có chỗ để mình nuôi, vì vậy mình quyết định là đem ngâm rượu. Thì cái quá trình sơ chế thì mình không quay ở đây, lúc mình moi ruột cắt đầu thì mình không quay vì cái cảnh này bạo lực quá, vì vậy là mình chỉ quay lại cái cảnh này. Nhưng về qua cái cách sơ chế đầu tiên á, thì mình giữ đầu thì mình phải cẩn thận, vì nếu không may mà chạm vào hai cái nanh đó thì cực kỳ độc nên là nguy hiểm đến tính mạng. Và lúc mình mổ bụng nó thì mình cũng chỉ khoét một lỗ ở giữa, cứ đếm tính ra ở giữa ra, thì vì ở cái vị trí đấy sẽ có mật nó, mà khi mình khoét lấy thì mình moi ra thì mình cũng phải giữ lại cái mật, vì ngâm rượu cả cái mật nó mới tốt. Sau khi moi ruột nội tạng xong thì mình cắt đầu và mình rửa, lúc cắt đầu moi ruột xong thì đừng để chạm nước lạnh. Sau đó mình sẽ rửa với rượu, ngâm rửa với rượu để tẩy hết đi cái chất tanh máu của nó, xử lý tanh. Thì cái quá trình xử lý tanh này sẽ ngâm khoảng độ 1 tiếng. Nếu để mùi tanh hết triệt để thì giã thêm một ít gừng nữa trộn với rượu đây và ngâm rửa trong 1 tiếng. Và khi rạch thì đây, mình thì lỡ rạch nhiều rồi, mình rạch toàn thân luôn mới moi cho sạch được. Sau 1 tiếng ngâm rượu khử tanh thì mình đã có con rắn đây, rắn hổ mang chúa đây. Và lưu ý là khi ngâm được 30 phút đến 1 tiếng thì phải để ráo. Bây giờ mình đã vớt ra để ráo từ nãy giờ đây, vớt ra ráo sẵn rồi. Đến công đoàn tiến hành ngâm rượu. Ngâm rượu thì tùy theo cái mức độ rắn lớn hay bé thì mình sẽ dùng bình thích hợp. Đây mình sẽ dùng cái bình nhựa này. Và rượu trắng có nồng độ là 40 đến 45. Thì bình thường á là theo y học thì ngâm rắn thường phải 3 loại, bao gồm là rắn hổ mang, rắn cạp nong và rắn rão, thì đó gọi là tam xà tử. Còn nhiều hơn thì gọi là 5 loại, gọi là ngũ xà tử, thì gồm 3 loại mình vừa nêu cộng với một con rắn cạp nia, rắn hổ đất. Còn thậm chí là có 10 loại thì còng thêm rất nhiều loài, nó bao gồm cả rắn sọc dưa các kiểu nữa, nhưng mà mình thì do điều kiện không thì kiếm được thêm. Với cái tác dụng của rắn ngâm rượu thì nó là theo quan điểm của đông y học Trung Quốc thì họ quan điểm rắn thì nó rất linh hoạt, xương khớp dẻo dai, nó leo trèo được trên cây, đi dưới đất rất dẻo, vì thế là có tác dụng. Rượu ngâm nó có tác dụng với bệnh xương khớp, là thậm chí là những cái bệnh liệt dương, rồi yếu sinh lý, xuất tinh sớm của đàn ông, thì người ta cho rằng ngâm loại này sẽ rất tốt. Vì vậy là
rất được ưa chuộng. Hình thức ngâm ở ngoài quán là ta thường vào các quán rượu nổi tiếng là sẽ thấy họ trưng bày là bao gồm những con rắn hổ mang rất to, gọi là đơn đơn tử xạ, thì họ để cái đầu của anh còn bẻ ra cái đầu anh ra, tức là để nguyên con. Nhưng trên thực tế là rượu đấy là uống rất là tanh và có mùi khó chịu, bởi vì do cái để lại đầu và nọc của anh thì nó sẽ có mùi khó chịu. Vì vậy là chỉ để làm cành là chủ yếu thôi. Còn trong khi để mà ngâm mà có một cái rượu rắn cực ngon, cực thơm thì là phải cắt đầu, cắt bỏ đầu, thậm chí là bỏ đuôi, làm sạch. Còn hình thức ngâm này là gọi là ngâm rắn tươi chứ không phải ngâm rắn khô. Đây. Bây giờ đến công đoạn mình sẽ đổ rượu vào. Rượu thì tùy theo mức độ to nhỏ của rắn thì mình sẽ đổ ngập. Ở đây thì do cái bình to nhưng mà rắn thì nhỏ nên mình chỉ đổ khoảng 50 thôi. Đây sẽ đổ rượu lên một nửa. Rượu phải là rượu ngon nhá. Sẽ đổ lên một nửa bình. Còn thông thường thì nếu mà rắn to thì phải đổ lên từ 70% thể tích bình. Có đồ quái á. Đây. Mình đã đổ đến 50% thể tích và sẽ đậy nắp kín lại. Hai phút sau. Đậy nắp thật kín nhá. Và cái thời gian ngâm á, nếu mà khi mà mình vẫn ngâm cả đầu thì tối thiểu phải là 3 tháng 10 ngày, tức là tròn 100 ngày. Thì lúc đó là cái nồng độ của rượu sẽ làm thay đổi cái độc tố trong nọc độc của rắn, lúc đó sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tính mạng của người uống, vì nó thay đổi cái protein trong nọc độc. Thì muốn rượu ngon thơm hơn thì người ta thường hạ thổ chôn xuống dưới đất đủ thời gian ngâm thì mới đào lên. Thì cách này thì sau khi đã ngâm rồi thì sử dụng đào lên sử dụng một lần, thì sau đó lấy ta chắt lấy nước để ra sang chai khác để pha với rượu trắng để mà uống. Thì lần thứ hai thì mình sẽ đổ tiếp tục đổ rượu vào ngâm lần hai thì chỉ khoảng độ 20 ngày là có thể sử dụng được. Đó là cách thức để ngâm rượu rượu rắn. Nếu các bạn thấy hay thì like, share, subscribe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.